Rồi, mến chào mọi người quay trở lại với channel YouTube chia sẻ kiến thức về Photoshop và InDesign. Mình là Thủy. Hôm nay Thủy xin tiếp tục chia sẻ cho mọi người bước tiếp theo trong quá trình retouch. Thông thường thì mọi người lúc mà blend màu, mọi người hay dùng Lightroom hay dùng Camera Raw để chúng ta có thể blend màu, tạo ra những cái preset màu khác nhau. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ được trải nghiệm một chức năng blend màu khác, hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ dùng một cái panel với hàng chục cái preset màu khác nhau tác động đến từng cái vùng da, từ shadow, mid-tone cho đến highlight, và nó chứa rất nhiều cái màu sắc phù hợp với cả làn da của người châu Á lẫn người châu Âu. Và ngoài ra chúng ta sẽ được trải nghiệm thêm một cái chức năng rất đặc biệt của cái panel này. Thì thông thường mọi người hay lên mạng hay là chúng ta có thể quan sát bất kỳ đâu, mọi người có thể thấy những cái tấm hình mà chúng ta thường rất là thắc mắc, không biết là tại sao người ta có thể tạo ra được những cái màu sắc như vậy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách để dùng cái panel đó để chúng ta có thể copy cái màu sắc từ tấm hình của người ta và áp vào tấm hình của mình, nó ra được kết quả tương tự như vậy. Và không để mọi người phải chờ lâu nữa, hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu trải nghiệm cái panel này, và đó nằm trong bước color grading. Rồi, hôm trước chúng ta đang dừng lại ở bước color correction, chúng ta đã cùng nhau khử đi những cái vùng da, những cái chỗ nó không có được đều màu để cho tấm hình của mình trở nên hoàn hảo hơn. Thì hôm nay mình xin tiếp tục chia sẻ cho mọi người bước color grading. Thì như đầu video mình đã chia sẻ, chúng ta sẽ sử dụng một cái panel, thì đó là panel NPB Color Mapping. Và mình đã tải và cài đặt ở đây. Ở đây mình có hơn 40 preset màu khác nhau, tùy theo từng trường hợp, tùy theo từng cái concept, từng cái bộ hình khác nhau mà mình lựa chọn những cái màu khác nhau. Mình có thể demo cho mọi người xem một vài màu khác nhau nha. Ví dụ mình chọn cái màu Indigo Classic này, rồi nhấp vào đây, chọn Apply Color Grading thì nó sẽ nhảy sang một cái màu tông màu khác nha. Đó. Rồi mình đổi cái khác nha. Rồi mình có thể chọn một cái màu đậm hơn. Rồi ví dụ tông màu 33 này, Apply Color Grading, đó nó nhảy sang tông màu khác này. Đó. Tùy theo từng cái làn da châu Á hay là châu Âu, hoặc là tùy theo từng cái bộ hình của mình mà mình lựa chọn từng cái tông màu khác nhau. Rồi, mình có thể chọn một cái màu đậm hơn ở đây, ví dụ tông 26 này. Đấy, nó nhảy ra cái màu khác này. Ở đây mình chỉ để 20% opacity thôi nha. Mọi người chưa thấy nó sự thay đổi nhiều, nhưng mà nếu mà mọi người đẩy tăng lên này, đó, nó thay đổi rất là nhiều nha. Đó, nhưng mà mình để tầm 20% thôi, để cho nó áp lên một cái phần nhẹ nhàng lên tấm hình thôi. Rồi, ở trong trường hợp này thì mình thấy cảm thấy là cái tông màu số 36 nó khá hợp với lại tấm hình này. Mình sẽ chọn 36 nha, rồi chọn Apply Color Grading. Rồi, tuy nhiên thì mọi người đổi cho mình sang cái chế độ hòa trộn là Color, nó chỉ ảnh hưởng đến cái màu sắc thôi. Mọi người có thể quan sát cái sự thay đổi này. Đó. Chúng ta sẽ được một cái tông màu da rất là tây nha. Nó vừa nhẹ nhàng. Rồi mọi người có thể thay đổi cái tông màu ở đây bằng cách nhấp vào đây. Đó, nó sẽ có một cái dải màu gồm 5 màu khác nhau, từ shadow, cận shadow, mid tone, cận highlight cho đến highlight. Rồi mình có thể nhấp vào đây để thay đổi được màu sắc ánh sáng ở trong này. Rồi sau đó mọi người đảo cho mình cái mask lại nha, Ctrl đi ngắn. Rồi chúng ta sẽ dùng brush màu trắng để tô lên. Mình để flow là 50%, sau đó mình sẽ tô lên những cái vùng da chúng ta cần cho nó thay đổi màu. Mọi người tôi chỉ tô lên phần da thôi, mọi người tránh cho mình mắt, mũi, miệng ra. Mắt và miệng ra. Rồi chúng ta có thể thay đổi linh hoạt cái đầu bút to nhỏ khác nhau tùy theo từng cái vị trí mà mình muốn ảnh hưởng. Mọi người tô đều lên những cái vùng da mà mình cần cho nó thay đổi màu. Rồi sau khi tô xong, mọi người đảo cho mình lại cái brush nha, đảo lại cái màu foreground là màu đen. Sau đó mọi người để cho mình flow là 10%. Tiếp theo mọi người tô lên cho mình cái phần gò má, phần mắt này. Ở những cái nơi mà chúng ta có một cái lớp trang điểm á, chúng ta sẽ lấy lại cái phần trang điểm. Vì hồi nãy có thể là mình sẽ tô nhầm lên những cái vùng đó, cho nên là mình muốn lấy lại, không cho nó làm mất cái màu trang điểm đi, lớp make up đi. Rồi mình sẽ tô lại để lấy lại những cái vùng đó. Rồi, ví dụ như vậy. Rồi đây là kết quả chúng ta đã thay đổi nha, trước, sau, trước, sau.
do mình để 20% cho nên mọi người khó mà quan sát được cái sự thay đổi. Mọi người có thể nhìn vào cánh tay này trước này, đó, nó nhợt nhạt này, màu hơi bị ngả vàng một chút, nhưng mà khi chúng ta áp vào cái màu này vào đó, nó trở nên đều màu hơn, tâm hình của chúng ta sẽ hài hòa màu sắc hơn và nhìn cái tông màu da nó đẹp và nhìn nó tây hơn một chút. Rồi thì đó là cái chức năng đầu tiên mà mình muốn chia sẻ về cái panel NBP Color Muppet này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ trải nghiệm một cái chức năng mới của cái panel này. Rồi ví dụ mình có một tấm hình ở đây, chúng ta có một cái tông màu nó như vậy, nhưng mà mình muốn copy cái tông màu này để mình bỏ sang cái tấm hình khác. Rồi thì mọi người mở panel cho mình lên nha. Sau đó mọi người có thể thay đổi được ở cái mục sample này này, chúng ta có thể lấy một màu cho đến 10 màu khác nhau, là tức là cái dải màu nó chuyển từ shadow cho đến highlight giống như hồi nãy á. Ở đây mình sẽ chọn 5 màu thôi. Rồi sau đó mọi người muốn copy cái màu sắc ở đây thì chúng ta nhấp vào cái biểu tượng này. Đó, lập tức thì chúng ta sẽ được một cái preset màu gồm có 5 màu ở đây. Nó trải dài từ shadow cho đến highlight ở đây. Rồi chúng ta, sau đó chúng ta có thể lưu lại cái preset màu này nha. Rồi mình chọn save as preset. Mình có thể đặt cho nó một cái tên trong trẻo chẳng hạn. Rồi nhấp OK. Đó, như vậy chúng ta sẽ được thêm một cái preset màu mới này. Đây, nó sẽ nằm ở đây. Rồi sau đó mọi người mở cho mình lại lên cái tấm hình mà chúng ta cần muốn áp cái màu vào. Ví dụ mình có tấm màu ở đây nha. Thì lúc đầu nó có cái tông màu nó khác, nó không có giống hoàn toàn như cái tấm hình của mình muốn lấy. Thì mình đã có sẵn cái preset màu ở đây rồi, thì mình sẽ apply color grading tấm hình này vào. Đó, rồi mọi người có thể quan sát cái sự thay đổi này. Trước này, sau, trước, sau. Nó sẽ nhảy theo cái tông màu mà mình đã copy ở cái tấm hình trước. Đó, nó áp vào đây. Đó, nó áp theo cái dải màu preset này. Rồi thì đó là một cái chức năng rất là hay, mình thấy rất là hay ở cái panel này. Mọi người có thể tham khảo và vận dụng nó. Ví dụ mọi người có thể thấy một tấm hình mà chúng ta không biết màu sắc của nó như thế nào, không kéo ra được, thì trước tiên mọi người cần chọn cho mình một cái tấm hình nó tương tự về ánh sáng. Mình có thể điều chỉnh ánh sáng nó tương đương với cái tấm hình mà của người ta trước, sau đó sử dụng cái panel này để chúng ta copy cái màu và áp vào tấm hình của mình. Rồi thì cái panel này mình cũng đã chia sẻ cho mọi người. Mọi người có thể lên web của mình brushmedia.vn vào cái mục tài nguyên để mình có thể tải nha. Mình đã chia sẻ cái panel ở đây, mọi người có thể lên đây tải nha. Rồi như vậy là Thùy đã chia sẻ xong cho mọi người cách để chúng ta có thể color grading một tấm hình, cũng như là cách để chúng ta dùng cái panel NBP Color Muppet để chúng ta copy một cái màu sắc từ một tấm hình khác và áp vào tấm hình của mình cho ra kết quả được tương tự như vậy. Rồi thì tất cả những cái nội dung chi tiết, những cái vấn đề thắc mắc mình đều đã chia sẻ ở trên website brushmedia.vn. Mọi người có thể truy cập vào đó và nhấn vào cái tab khóa học, mọi người có thể đọc qua tham khảo. Và nếu có bất cứ câu hỏi nào thắc mắc, mọi người có thể để lại phần comment ở bên dưới. Rồi nếu thấy video này bổ ích, mọi người đừng quên cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Chúc mọi người thành công.